Xin chào tất cả các bác, các cô chú, anh chị em và các bạn. Thì hôm nay tôi lại về một cái lô lan rừng Philippines. Hai thùng nữa, lần này về ít, chỉ có hơn 200 cây một ít thôi, chứ không lấy nhiều như trước. Hôm qua thì về một lô cái cây hồ điệp thơm của Đài Loan. Hôm nay đối với lại cái số hồ điệp rừng Philippines này thì khá là đa dạng. Nhưng mà đợt này hồ điệp năm hoa thì cây khá là đặc biệt, chỉ là những cây to và lá nó rất là đặc biệt. Nhìn chúng ta thấy khác lá bình thường, nó thuộc vào cái chủng lá bạc, nhưng nó chưa đạt được lá bạc thôi. Chúng ta nhìn cái ánh nó khác hẳn, và bản lá rất là to. Hay là như thế này, cái dòng này là dòng lá lướt, nhưng mà những cái cây này là chất lượng nó khác hẳn. Còn trong cái số này thì giới thiệu với các bác lần này có cái cây Ludi, cây rừng, cây hoa rất, cũng là một trong những giống mà người ta rất ưa chuộng. Hiện bây giờ chúng ta nếu mà ai quan tâm đến dòng hồ điệp thơm thì cái dòng này người ta cũng nhân giống khá nhiều. Và đối với một cây như thế này nếu mà chúng ta mua cây hồ điệp nhân giống cây mô của Đài Loan ấy, thì nó phải tầm 500-600 nghìn. Bởi vì chúng ta cứ hình dung mua một cây cốc 2.5, cây bé thôi, nhưng nó đã 300 mấy rồi. Cây này thì nó lớn hơn rất là nhiều. Nhưng mà sau này thì tôi bán như thế nào tôi sẽ giới thiệu ở các cái video sau. Thì trong video này tôi chỉ giới thiệu sơ bộ. Còn lần này có về một ít cây Pucha. Cây Pucha này thì hoa tím rất là đẹp, thơm ngọt, và dòng cây cũng khá là khỏe. Có lần này cái cây Pucha này nó thực sự các bác mua, có lúc có những chuyến thì khá là đẹp, nhưng có những cái chuyến nó cây nó xấu lắm. Đấy, cây như thế này thì không thể bán được. Mình bây giờ mà bán cao thì không được, mà bán thấp là lỗ rất là nhiều. Do đó những cây này thì tôi sẽ để lại, tôi trồng, tôi thuần dưỡng nó, sau này thì mới bán. Đầu kia nữa còn một ít Pucha nữa, nhưng mà cây Pucha này hoa rất đẹp, thơm ngọt. Cây nó thì nó cũng to đấy, nhưng mà không phải là rất to lớn như các cái dòng khác, nó to ở mức độ vừa thôi. Dòng này cũng thơm, dòng. Và bây giờ đang còn thấy có hoa, có vòi hoa ra các bác, vòi hoa mới ra đấy, đây này. Rồi có những vòi nó đang nhú nhú nữa. Như vậy là cái dòng hoa này nó cũng ra, cũng không phải là quanh năm đâu, nhưng một năm có thể nó ra 2 mùa. Riêng tôi là cây nào mà cảm giác kém chất lượng, hoặc là có biểu hiện nó bắt đầu xuống sức rồi á, là tôi sẽ không bán nữa, trừ trường hợp mình không biết thôi. Vừa rồi tôi có bán cây Raichen Bacina đó, một số bác về đã bị gọi là ra đi rồi, tức là cây ra đi mất rồi, nên là cũng rất là sót. Thì những cây bây giờ khó tính là tôi sẽ để lại, tôi thuần dưỡng, sau này bán có thể lấy tăng giá lên, ai thấy hợp lý thì mua. Nhưng mà dù tăng đến bao nhiêu thì cây rừng này nếu thuần dưỡng được, mua được với giá rẻ thì các bác vẫn được rẻ hơn rất nhiều so với cây mua công nghiệp. Mà chơi chất cây rừng thì nó thích hơn cây công nghiệp rất là nhiều. Tuy nhiên cây công nghiệp người ta lai tạo các cái giống mới thì những cây rừng không có được. Nhưng mà những cây mà thuộc vào nguyên chủng, có nghĩa là nó nguyên ren của cây này chẳng hạn, người ta đem là người ta cấy mô, thì cây ở môi trường cấy mô không bao giờ so sánh lại được với cây này, trong khi đó giá lại đắt hơn. Nên là các bác nếu như mà quan tâm đến nó ấy, thì cứ để ý đó một thời gian, tôi sẽ thuần dưỡng. Khi nào cây bén rễ và khỏe mạnh, bảo đảm gửi đến các bác trồng yên tâm là tôi sẽ gửi. Như cây này bây giờ đang mới này, thậm chí gửi đi vẫn được, nhưng mà tạm thời là tôi chưa gửi đâu. Những cây này là sẽ chưa bán, giới thiệu các bác biết thôi. Hoặc là có chăng hay một số cây mà nó thật sự khỏe thì mình cảm thấy yên tâm thì mình sẽ bán đi một ít thôi, còn lại giữ lại. Thứ hai, đây là một cái lô cây Intermedia. Intermedia thì
Có lẽ là một số bác thì mới tìm hiểu nó đến là cái mặt hoa thôi, cây nó như thế nào và mặt hoa nó như thế nào thôi. Chứ còn về hương thơm ấy, cái Intermedia này cũng là một trong những giống mà hoa có hương thơm khá mạnh. Cái này thì tôi tìm các tài liệu hỏi người Philippines thì người ta nói là có hương thơm, nhưng mà mạnh hay nhẹ thì người ta không nói. Nên chúng ta đi tìm tài liệu thì có viết đến cái dòng này là có hương thơm, tài liệu các nhà nghiên cứu của nước ngoài và một số người người ta trồng, người ta chia sẻ cũng là của nước ngoài. Việt Nam ta chơi cái Intermedia này gần như là chưa mấy ai tiếp cận, mà chúng ta chỉ tiếp cận trên hình ảnh trên mạng thôi. Và ở Đài Loan thì họ cũng nhân giống cái này. Đấy, cây này mà ở Đài Loan họ bán phải tầm hơn 1 triệu bạc. Vì một cây rất bé thôi là đã 400 rồi, 300-400 rồi. Mà cây như thế này mà ra hoa nữa thì họ bán rất là cao. Cái thị trường của ta tiếp cận cái này nó ít lắm, nhưng mà ở bên ta cứ hỏi, nếu ai cứ vào trực tiếp các cái trang của các nhà vườn luôn nhé, các nhà vườn lớn của Đài Loan ấy, họ bán rất là đắt. Một dòng nữa cũng có hương thơm mà nó là cũng là dòng cây rừng của Philippines, nó có tên là Amabilis. Khi đi tìm hiểu các nhà nghiên cứu họ đi thám hiểm rồi sau họ tìm ra cây này rồi họ đặt tên ấy, rồi các thứ, rồi những người mà họ trồng họ tả cái cây này nó hay lắm. Cây này là một này, cây Amabilis là một này, cây Apho là hai. Hai cây thì lá nó hơi giống nhau một tí, nhưng cây Apho thì nó cứng cáp hơn và lá của nó xanh hơn. Còn cây Amabilis này thì lá nó cũng xanh mà có hơi tía một tí. Còn đối với cây Intermedia này thì lá nó lại tím hơn, lá nó tím hơn hẳn. Và khuôn lá của nó thì có vẻ cũng tròn tròn. Nói chung là nhìn là phân biệt được chứ không đến nỗi là nhầm lẫn. Rồi trong cái video này thì Duy Anh xin cũng mang tính chất thông tin cái lô hàng này nó có những cái chủng loại đó, đồng thời là những cái cây mà Duy Anh sắp tới sẽ giới thiệu với mọi người. Có thể tôi sẽ không bán live nữa vì thời gian thì không có nhiều. Thứ hai nữa là để tôi soạn cây rồi có thể giới thiệu với mọi người qua các cái bài đăng thôi. Thỉnh thoảng nếu mà sắp xếp được thời gian thì live một tí cũng vui các bạn. Lên đó chúng ta trao đổi trò chuyện trực tiếp và bán nó cũng khỏe. Vì nếu mà đăng bài nhiều khi chúng ta tôi đánh số 1 đến 10. Quá trình mua thì ví dụ 20 người cùng thích cái cây số mã số 5 chẳng hạn thì là ai cũng cứ hỏi vào đó. Đến khi là trả lời rất nhiều nhưng thực ra lại chỉ bán được có một. Còn khi mà chúng ta live trực tiếp này thì ai cần cái gì chẳng hạn thì nói lên nó cũng hay. Sẽ cố gắng là sắp xếp thời gian này live một tuần khoảng một buổi gì đó. Sẽ có một số bạn thì các bạn ở nhà chuyên bán, họ bảo live một ngày có khi 3 phiên, 4 phiên. Live đến khoảng 6, 7, 8 tiếng đồng hồ một ngày cũng rất là thích. Tôi rất là mong có cái thời gian để live như vậy. Cũng qua đây thì bác nào mà có nhu cầu sưu tầm các cái dòng lan hồ điệp thơm của Đài Loan mà hôm qua tôi giới thiệu mặt hoa đó thì chúng ta có thể là chủ động liên hệ, hoặc là tôi sẽ đăng một cái bài về cái giá cả cũng như là các cái mặt hoa của cây, các cái cây đó. Video hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt.